sao anh không mau nói câu tỏ tình. Cần có ai vỗ về, tự dưng mong mãi, tự dưng cảm lại, tự dưng nhìn quanh, tự dưng cần có ai bên cạnh. Yêu em cũng dễ thôi mà nào đâu khó gì. Yêu em để nhắc nhở mình từng vỡ tan. Yêu em từng nhớ mang cuộc tình dở dang. Yêu em như thế đây là giấc mơ và yêu em tới anh buồn anh cũng đem mở bảng. Anh biết tâm tình thường thường vỡ đôi và chuyện quyền còn cần gỡ rồi. Và điều chân thành không may lỡ thời, việc gặp em chắc chỉ là mơ thôi. Vì anh tầm tạ trong cơn mưa ký ức, sợ lại đâu ở đấy như mưa trên đồi. Cho niềm đau là điều quý nhất nên cơ hội có tới vẫn băn khoăn lẫn lộn em ơi. Hình như cần một người giang đôi tay đôi có anh đây rồi. Hình như em trong vắng sợ một mình, sao anh không mau nói câu tỏ tình. Yêu em là chân ai. Điều không thích ở đây điều gì, cuộc đời anh này là vắng thiếu ý. Đâu ai cũng được thôi cũng rồi để anh đi. Em từ ngày em đến bầu trời bóng hừng đông, như vòng hòa âm vàng vật cùng rung động. Em là bao giáo hưởng khi nhân gian phải đồng lòng. Hãy tin anh đi vì anh là nhân chân sống. Anh muốn có em trong tay như thế trong thầm thực lòng lạy. Anh biết em nhiều chuyện buồn. Chân Ái, một bài hát mới ra vào tối hôm nay của Orange Khỏi và Châu Đăng Khoa. Một bài hát rất là hay, kết hợp nhạc dân gian và hình như là hát sẩm thì phải. Ok, bài này cũng đơn giản thôi. Và hòa âm của nó bao gồm tất cả là bốn hợp âm. Mình sẽ gửi cho các bạn hợp âm, cách đánh tay phải và cắt quạt chả. Sau đó cho các bạn có thể đánh cơ bản nhất bài này. Ok, hợp âm bài này không có bốn hợp âm. Hợp âm đầu tiên là DM, còn là DM7. Mình nghĩ các bạn nên sử dụng DM7 hay hơn. Hợp âm đầu tiên là DM7. Mình đọc tọa luôn. Tọa độ là 0 0 0 2 1 1. Hợp âm thứ hai là hợp âm A mơ. Tọa độ là 0 0 2 2 1 0. Hợp âm tiếp theo là hợp âm son trưởng G. Tọa
Tao đùa là 320033. Và bấm son trưởng yếu là G. Và bấm cuối cùng là âm si giá, hay còn gọi là A thăng. Các bạn sẽ bấm chặn ở ngăn 1 và ba ngón ở dây 2 3 4 ngăn thứ 3. Mình đọc tạo đều luôn, đó là 1 1 3 3 3 1, 1 1 3 3 1. Hợp âm si giác hoặc là la thăng. Bài này chỉ có vang hợp âm 4 hợp âm như vậy. Nếu các bạn muốn đánh dễ dàng hơn, các bạn có thể kéo capo lên ngăn 5. Vang hợp âm các bạn có thể đánh là A M, M, G và F rất là đơn giản. Mình thử đánh bộ qua đoạn kẹp capo thì sẽ như thế này. Như em yêu đôi cần một người, giang đôi tay nói có anh đây rồi. Hình như em trong vắng sợ một mình, sao em không mau nói câu tỏ tình. Đây là các bạn có thể các bạn đơn giản nhất là các bạn bổ lỗ âm như vậy và kẹp capo ngăn 5. Nhưng mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đánh không cần capo, đó là bổ lỗ âm mà mình vừa nói đọc tọa độ cho các bạn, đó là D7 AM son trưởng và B si giác BB. Ok, đó là bổ lỗ âm của bao âm. Bài này chỉ có bổ lỗ âm như vậy thôi. Còn cách đánh cách phải thì các bạn sẽ đánh như thế này. Đoạn đầu, đoạn điệp khúc đầu của Orange, các bạn sẽ đánh là bát 3 2 1, bát 3 2 1 đồng thời, đánh hai lần như vậy là ở trong bộ hợp âm. Các bạn sẽ đánh như thế này: bát 3 2 1, bát 3 2 1. Các bạn đánh nhanh lên sẽ nghe nhé. Sau đó các bạn chuyển qua hợp âm, bốn âm cùng y chang như vậy. Vòng hợp âm các bạn vẫn đánh như vậy. DM bạn, bạn là dây 4 nhé. Bạn 3 2 1. Sau đó qua AM, bạn 3 2 1. Rồi qua G, bạn 3 2 1, bạn 3 2 1. Qua BB, bạn 3 2 1, bạn 3 2 1. Ok, đó là đánh chậm. Nếu các bạn đánh nhanh quá hạt thì các bạn sẽ nghe như thế này. Hình như em yêu đôi cần giang đôi tay nói có anh đây rồi. Hình như em trong vắng sợ một mình, sao em không nói một câu tỏ tình. Còn chuyển qua tiếp theo các bạn sẽ bịt dây lại và đánh. Các bạn ở tay phải là như thế này, các bạn phải bịt dây lại. Các bạn sử dụng ở bàn tay này, ở đây, ở cổ tay này các bạn che lại dây lại và quạt xuống như thế này. Bịt dây cái hai dây này các bạn đánh. Vẫn bấm gáo như vậy, hợp âm cũng ý như vậy. Cố gắng nhé. Để đạt được hay thì bạn nên sử dụng bình dây, không thì các bạn cũng có thể đạt những dây ở trên thôi, không cần phải bịt. Yeah. Tùy vào các bạn cũng có thể đạt như thế này. Các bạn có đạt những dây ở trên, đừng chạm cái gì như quá, nghe cũng sẽ hay, rất là hay. Đó là cách đạt, mình chỉ là đạt như thế này, bịt dây lại vào. Tùy vào các bạn, sở thích của các bạn nghe thế nào thì các bạn đánh như vậy. Ok, mình sẽ thử cái đoạn này. Các bạn sẽ quạt xuống, 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 xuống. Các bạn xuống, tập và xuống. Các bạn xuống, bịt dây lại và xuống. Đó là hai cách. Xuống, tập, xuống. Hoặc là
ta xuống beat dây xuống tiếp. Bây giờ mình sẽ đánh thử. Đoạn rap. Rap các bạn có thể đánh như thế này để giữ nhịp và rap tốt. Để có thể rap tốt thì các bạn phải giữ được nhịp như thế này. Cách đánh ở tay phải các bạn phải đánh là 3 3 2 3 1 3 2. Dạ, các bạn về bảo hộ ôm đều vậy. 3 3 2 3 1 3 2. Và là một hộ các bạn đánh tay phải như vậy. 3 3 2 3 1 3 2. 3 3 2 3 1 3 2. 3 3 2 3 1 3 2. Được chưa? 3 3 2 3 1 3 2. Một âm sợ vàng chuyển quá. Âm ơ 3 3 2 3 1 3 2. Hoặc ơ 3 3 2 3 1 3 2. Qua gì ạ? 3 3 2 3 1 3 2. Ok. Yêu nhau đi con đừng có gì. Yêu em như một thói quen thi vị. Yêu em chỉ vì anh muốn cho đi. Yêu em mọi người đều đều không có lý. Yêu em cũng dễ thôi mà đâu có khó gì. Yêu em để nhắc nhở mình từng vỡ tan. Yêu em để nhắc nhở mình từng vỡ tan. Yêu em từng nhớ và cuộc tình dở dang. Ok. Từ đâu từ cuối nó qua cả tầng cụ thể như vậy. Yêu em để nhắc nhở mình từng vỡ ta. Yêu em tưởng nhớ mà cuộc tình dở dang. Yêu em như thế đây là giấc mơ và yêu em tới nỗi anh cũng muốn hôn em ra bàn. Ok. Đoạn nào sắc các bạn cũng đánh ý như vậy. Tới đoạn điệp khúc các bạn lại đánh của bạn ngồi thì đánh như thế này. Mình bây giờ đoạn quạt chảo hoặc là đoạn cũng có thể đánh điệp khúc ý như vậy, ý như thế này nó nghe rất là hay. Xuống lên đập lên một âm đi một bài. Xuống lên đập lên chuyển hợp âm. Xuống lên đập lên tiếp tục chuyển. Xuống lên đập lên rồi hợp cuối cùng. Xuống lên đập lên. Mình thử rap vào hát đoạn điệp khúc nhé. Rạp bạn cũng có thể đánh như vậy. Mình thử rạp cho các bạn một đoạn. Điệp khúc hay là cái đoạn pre-solid các bạn cũng dễ đánh như thế này. Xuống lên đập lên. Xuống lên. Xuống lên đập lên. Được nhỉ? Ok. Các bạn cứ đánh từ đâu từ cuối. Đó là bài hướng dẫn
Bài gì đây? Chân ái của Orange, một sáng tác rất mới của Châu Đăng Khoa, cùng rapper Khói. Nếu các bạn có thắc mắc gì, có hỏi gì thì bạn có thể comment ở dưới video, mình sẽ trả lời thắc mắc trong thời gian sớm nhất. Mình cũng tính làm một cái beat nhưng mà lại sợ bị bản quyền như bài Do For Love của Puree, nên chắc là mình không dám làm beat guitar nữa. Hết về bản quyền trong khoảng 3 tháng nữa mình làm beat lại. Nếu mà này các bạn có thể đánh qua hợp âm C thay vì AM, các bạn có thể đánh qua C, mình nghe cũng rất là thuần tai. Các bạn có thể đánh như này. Em yêu đuôi cần một người giang đôi tay nói có anh đây rồi, hình như em trông vắng sợ một mình, sao em không mau nói câu tỏ tình. Tuy các bạn nghe thần tai hay là thần tai hoặc nghe ai cơ thì các bạn chọn thôi. Ok, các bạn nhớ ủng hộ, like, subscribe nhiệt tình nhé.